Mở ra. Quá là đẹp. Đấy. Đồng hồ này thì mình cũng không biết hàng này là hàng gì. Đấy, i7 này, mini này là tai nghe. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, tên Lindo. Đấy, thì bây giờ là buổi sáng nha anh em. Tại vì bây giờ là Lindo không đi làm, hôm nay là làm video. Thì hai anh nữa đó là Victory và Fendi đã đi làm rồi. Bây giờ là chương trình này là dành cho tặng cho Lindo, dành riêng cho Lindo. Đấy, sắp tới sẽ sinh nhật Lindo. Mình cũng có một món quà để tặng Lindo làm kỷ niệm. Thì đến ngày sinh nhật đó, chỉ cần tổ chức ăn uống là xong thôi, không cần quà cáp gì nữa. Ô, sinh nhật tháng 10 ngày 6 tháng 10 à ngày 6 tháng 10 2019 đây thì cũng còn một tháng mười mấy ngày nữa mình cũng mua được một món quà ở bên đây này. Đây có cái chợ ấy, cũng có ít là cửa hàng nhỏ nhỏ thì mình cũng mua được hai món quà, đó là một cái đồng hồ và một cái tai nghe. Thì Lindo rất là thích cái đồng hồ đấy, đồng hồ này. Đồng hồ đi, đồng hồ mờ lên mà không? Lừa, không thật. Đấy, đồng hồ không thấy giờ đâu. Đấy, không thấy giờ đâu cả. Cũng đẹp, cũng rất là đẹp. Đồng hồ LED. Đấy. Đồng hồ LED. Ok luôn. Cũng tặng cho Lindo nhá. Có lời nào nói không? Ok anh em, cảm ơn. Hôm nay Ly cho đồng hồ. Hôm nay Ly cho em đồng hồ. Đồng hồ là cái tay nghề gì? Tay nghề. Đồng hồ là cái tay nghề em muốn, em thích. Thích. Ok anh em này, cảm ơn anh em. Cảm ơn Ly. Ok. Đấy. Ok anh em. Bây giờ mình sẽ cho Lindo bóc món quà đấy ra luôn. Sắp tới đó là ngày 6 tháng 10 2019 thì mình sẽ tổ chức mua bánh gato này và mua bia này. Đấy, mua nước ngọt và mua ít đồ ăn vặt về tổ chức sinh nhật cho Lindo. Ok chưa? Cảm ơn anh em, cảm ơn Ly. Okay. Đấy, thì bây giờ là tặng quà đó. Đấy, tặng quà cho anh Lindo. Không trôn nhá. Mình sẽ tặng quà thật. Tặng quà cho anh Lindo làm kỷ niệm. Sau anh Lindo nghỉ làm hoặc là không làm nữa, về nhà cưới vợ, sinh con. Thì bây giờ là chưa có vợ. Chưa có vợ. Nhiều tuổi, mấy tuổi rồi mà chưa có vợ. Chưa có, 26 tuổi rồi. 26 tuổi rồi. 2 năm nữa là 28 tuổi, không ai yêu nữa đâu. Giá yêu. Không, nhiều quá. Trời, nhiều con gái đen xin lắm. Xin nhiều quá. Xin yêu nhiều lắm. Nhưng mà giá nữa, dư mà định giá thì không còn người yêu đâu. Không phải giá. Nhưng mà giá có, 30 tuổi sau 30 tuổi thì ai lấy nữa? Có con trai đen nhiều tuổi rồi. Là vợ con nhờ vợ ít tuổi. Ok nha anh em, thì như Lindo nói là 26 tuổi thì đang còn chưa lấy vợ. Đấy, đợi 30, 34, 35 lấy vợ. Đấy, bây giờ là cứ chơi đi đã. Đấy. Nhưng mà đời nó còn dài mà. Thích lấy vợ. Lấy, không thích, không lấy. Đấy, không thích không lấy. Lúc nào thích thì lấy. Đấy, đơn giản mà. Người dân châu Phi là rất là đơn giản. Không kể vật chất gì đâu. Thì ngày này có ăn là ok, còn không có ăn thì bỏ đi. Đấy. Dạ. Ok, thì clip chính này thì mình cũng gửi tặng cho Lindo một món quà sinh nhật để làm kỷ niệm. Đấy, bóc đi. Đây, quà okay. Đây rồi. Thôi. Mình đã lên đầu trên này ấy. Trên này cũng có mấy cái loya trên này ấy. Mấy cái cửa hàng loya mình quên nói tiếng Bồ Đào Nha quên. Đây. Okay. Tặng em mở đi, mở ra. Mở ra và đeo vô, thả đồng hồ đi ra. Thảo đồng hồ đó. Đẹp. Coi được, mở được à? Mở trên mi cho được. Ok. Thảo ra đi, thảo đồng hồ ra đi.
Đấy, bọc tem luôn. Ok. Mở ra. Quá là đẹp. Đấy. Đồng hồ này thì mình cũng không biết hàng này là hàng gì. Đấy, i7 này, mini này là tai nghe. Còn đồng hồ này thì nó không có mác anh em ạ. Mình mua thì mình mua cho nó đúng giá và đủ tầm của mình ấy. Thì mình cũng không để ý mấy cái này. Thì cùng hàng của Trung Quốc thôi, hàng của Argentina. Đấy, mở ra đi, mở ra thứ thứ. Con này là con mình cũng smart watch. What? US Manu. What the fuck? Mình không biết tiếng Anh các bạn ạ. Đấy, mình chỉ có biết tiếng Bồ Đào Nha. Rồi, mở lại luôn đi. Mở lại coi mà. Con này là con tai nghe i7 mini. Đấy, sướng nhất lên đồ rồi. Đấy, con này là Bluetooth. Con này là Bluetooth. Đấy. Toàn chữ Trung Quốc không anh em ạ. Mình chỉ mua đủ tầm của mình thôi. Trời, quá đẹp đi. Quá đẹp luôn. Đẹp lắm. Đấy. Đẹp lắm. Đeo đi, đeo vô à, mờ lên à không? Mờ lên à. Wow, giống như điện thoại à. Cái này điện thoại bò chim này. Ok. Bò thẻ nhớ này. Ok. Cắt tông này. Ok. Ok, ok, tao bò chim này. Đấy. Ok. Đẹp chưa? Ok. Ui giời, đẹp lắm. Đấy. Có máy tính luôn này. Ôi trời ơi, đẹp lắm. Ok. Nó đưa rồi. Đấy. Thật anh em. Đấy. Quá đẹp. Cái này bỏ sim vào mới dùng được. Sim okay, này, okay. Cà tông. Ok. Là có nhạc đấy này. Ok. Nhạc này. Okay, đấy. Ok. Để cái tiếng bố có tiếng bố không nhỉ? Ok. Anh em thật đẹp quá. Đây, tiếng Bồ Đào Nha coi có không ạ? Đang quay gì? Tím mới có tiếng Bồ Đào Nha, dũng đi, sao quen. Lên đi, lên xuống, lên. Coi có không? Español. Portugués. À, anh đi. Yeah, okay. Rồi, có tiếng Bồ Đào Nha luôn anh em ạ. Ok. Ok anh em. Được, ok. Đấy. Các cả hiểu okay. Rồi. Portugués. Ok. Muito bom. Đẹp. Đấy. Anh đẹp tuyệt lắm. Đó. Ôi, đeo vô đi, đeo vô có dùng xịp không không? Nhích lên đồ đấy anh em ạ. Tai nghe này. Đấy, tai nghe này. Quà này quà sinh nhật to của Lindo luôn. Quá này, quà lớn đây. Đấy. Tí mình sẽ cho Lindo bọc. Cho chưa biết. À, cái này á. Đây, bấm vô đây. Ui da. Quá đẹp luôn, trời. Thảo ni ra đi. Yeah, đẹp lắm. Cái ni thì vứt đi, cái ni thì yeah. Không vứt đâu, cái này thay đổi thôi. Đấy, sướng nhất lên đồ rồi. Quả này quả sinh nhật nha anh em. Đẹp lắm. Đẹp lắm nhỉ. Quả đẹp luôn nha. Rồi, bò ni vô này. Bò ni vô khớp đây này. Ok. Đấy, ẩn đây cả đâu. Ok. Đó. Trời. Anh em đẹp, quá đẹp anh em. Đấy. Đẹp. Đấy. Đeo tai nghe vô nào. Tai nghe này. Tai nghe Bluetooth, tu Bluetooth. À dạ dạ. Tất cả cái này là Bluetooth hết nhá. Okay. Bắt kết nối với máy. Ok. Mở ra đi. À, trong có tai nghe á. Có tai nghe đó, sạc đây này. À. Để hướng dẫn cho Lindo luôn nhá. Sạc đây. Sạc okay. Đây. Sạc đây. Ok. Cầm đây này. Rồi, tất cả. Cái này là đúng rồi, hệt pin đây nhá. Okay. Đây mở đây này. Rồi, okay. Mở là gì cái nút này này. Ok. Lúc một cái này hệt pin này. Uh-huh. Bỏ vô. Rồi, sạc luôn. Ok. Ăn cái này là sạc luôn. À, ok. Đấy. Ok. Rồi, cái cục như này, lúc một hệt pin là cắm ở đây. Ok. Cục kia lúc một hệt pin là cắm ở đây. Đấy. Rồi, được. Cầm đồ sạc. Cầm đồ sạc. Ok. Cầm đồ sạc luôn. Ok, cảm ơn. Đấy. Cảm ơn. Cầm đồ sạc luôn là sạc cái ni thôi. Ok. Còn cái ni thảo ra. Ok. Thảo ra đeo. Ok. Lúc mà hết pin là cứ dắt vào đây. Cảm ơn. Đấy lại. Đấy, tắt. Ok. Đấy, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Chuẩn. Thật cảm ơn anh em. Chuẩn bài. Đẹp lắm. Từng này thì mình mua là 2.300.000. Đấy. Là tương đương với là 40 mấy nghìn con dắt đấy. Này. Đẹp. Thật.
unique thật. Đấy. Trời. Đang em hổ đây, đang em hổ. Đây đây. Thích không? Thích thật. Thích lắm. Thích. Em thích. Thích nhiều quá anh em ạ. Cái này là quà sinh nhật nên phải đàng hoàng anh em ạ. Đấy, kỷ niệm đây, những cái ngày tháng này vui vui buồn đều có, nhưng mà hôm nay cứ vui đi đã. Mai buồn thì nói chuyện sau. Đấy, hôm nay là quà sinh nhật, quà này là quà sinh nhật sớm. Còn mà ngày 6 tháng 10 thì mình sẽ mua bánh gato về tập hợp anh em trường đá này và tất cả anh em làm video này lại và ăn uống mù nghỉ đấy, chúc mừng sinh nhật, happy birthday. Ok à, quán này quán sinh nhật đây này, làm ngày 6 tháng 10 này là mua bánh gato thôi này. Ok thật, không đói gì nữa mới hả? Thật thật, ok rồi, ok 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 bò pin này, bò pin này, cái này sạc đây này. Đấy, cái này sạc đây này. Cái này sạc đây nhá. Có hai sạc, hai sạc. Đó, có hai sạc luôn rồi. Đây này. Cầm bô này, cầm bô đây là sạc thôi. Đấy, cầm bô là sạc. Còn Thảo đó nè. Thảo ra như điện thoại à? Ok, ok. Đây, pin này. Có pin nhờ. Có pin này. Đấy. Ôi, oh, dễ thôi rồi. Là bỏ sim vào này. Ok, cẩn thận. Bỏ sim vào đây này. Ok, sim. Bỏ thẻ nhớ đây này. Ok. Đó. Là dùng như điện thoại luôn. Gọi được, gọi được. Thật, thật, anh em thật. Gọi được mà nghe được luôn. Thật, thật, đấy, thật. Đấy, đầy lại, sau này đầy lại. Cứ lắp đi, lắp đi nhá. Ok, ok. Đấy, sau lên đầu sẽ lắp. Thật. Đấy. Cảm ơn anh em, cảm ơn, cảm ơn. Thích nhiều lắm. Ok. Thế này là bắt Bluetooth. Mở Bluetooth lên, ẩn Bluetooth này, Okura này, Bluetooth này, ẩn Bluetooth ra. Bluetooth vui. Đấy, mày lên đồ đây nha anh em. Đấy. Mở nhạc này lên, bật lên đồ. What the fuck. Đấy, mở nhạc lên là mở Bluetooth này, mở nhạc đây là mở nhạc đây là bắt tai nghe Bluetooth. Đấy, nghe đây. Thật. Đấy, không cần dây, dây là không. Thật. Dài. Ok. Đeo vô. Ok. Quá đẹp. Đấy. Từng hộp này thì để cho Lindo về Lindo làm. Về cất. Thỉnh thoảng đi đâu đó thì đeo vào. Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Trời. Đẹp. Cảm ơn à. Cảm ơn anh em, cảm ơn Ly, cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả Việt Nam, cảm ơn Ly. Ngày 6 tháng 10 mới sinh nhật nha anh em, không phải là sinh nhật hôm nay. Đấy, nên là ngày 6 tháng 10 năm 2019. Đấy, là tổ chức sinh nhật cho Lindo. Thì mình hay tổ chức sinh nhật cho tất cả các anh đen ở đây mà. Ai mà sinh nhật đấy thì mình sẽ tổ chức. Đây là phần quà trước sinh nhật đấy. Ok nhá. Ok ok ok. Ok, thì clip này thì mình cũng làm để cho tặng Lindo, cho Lindo vui. Và cũng như sắp tới sẽ sinh nhật Lindo thì quà này quà tặng trước. Nói rõ cho anh em, không anh em lại chúc mừng sinh nhật đấy. Cứ đợi ngày 6 tháng 10 2019 là anh em chúc mừng sinh nhật Lindo. Ok. Thì okay. Clip hôm nay mình sẽ dừng tại đây nhá. Và nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh Quang Linh Vlog để ủng hộ mình nhá. Chào các bạn. Vui không? Vui lắm. Mất ngủ không? Chứ tụi nhiên ngủ đâu có này. Đó. Tụi này không ngủ được. À rồi.